Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đến động viên và khen thưởng 100 triệu đồng cho Công an thành phố Đà Nẵng vì thành tích phá chuyên án bắt quả tang các đối tượng trong đường dây chuyên mua bán ma túy xuyên quốc gia, hoạt động liên tỉnh và thành tích phá đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua địa bàn Đà Nẵng. Chủ tịch Lê Trung Chinh đánh giá cao sự kiên trì và cuộc quyết liệt của các đơn vị thuộc Công an thành phố Đà Nẵng khi đã phát hiện và bắt giữ được hai đối tượng gồm Trần Thanh Quân, 29 tuổi và Nguyễn Viết Hồng Dũng, 26 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Bình, cấu kết hoạt động trong đường dây mua bán ma túy từ Đức về Việt Nam, thu giữ 8.500 viên thuốc lắc, 50 viên hồng phiến, 50 gram ketamine, 10 gram ma túy đá, một khẩu súng rulo đạn su. Thủ đoạn của các đối tượng cực kỳ tinh vi, tìm mọi cách mở rộng địa bàn, thường xuyên thay đổi nơi ở, địa phương lưu trú để tránh sự theo dõi của cơ quan công an. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã khen thưởng đột xuất cho Công an thành phố về thành tích khám phá đường dây chuyên tổ chức nhập cảnh trái phép cho người nước ngoài, bắt khẩn cấp một đối tượng và tạm giữ 7 đối tượng người nước ngoài. Lợi dụng cái kẽ hở của pháp luật, rồi kẽ hở trong công tác quản lý của mình, để rồi mà có thể thực hiện những cái hành vi và phạm tội như thế. Qua hai cái chiến công này thì thay mặt lãnh đạo thành phố chúng tôi rất là trân trọng, cảm ơn, chúc mừng, đánh giá cao những nỗ lực của công an trong cái thời gian vừa qua. Và cái xử lý hai cái việc này nó tạo ra cái sự bình yên, cái sự an tâm trong nhân dân về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh mong muốn thời gian đến, lực lượng công an thành phố phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, chủ động áp dụng đồng bộ các biện pháp để kịp thời phát hiện các đối tượng manh nha thẩm lậu ma túy từ nhiều nơi vào địa bàn, đồng thời quản lý tốt địa bàn, đối tượng, chặn đứng nguồn cầu, trấn áp mạnh, hiệu quả với loại tội phạm nhập cảnh trái phép, sớm đưa vụ việc ra điều tra, truy tố, xét xử, góp phần giữ vững hình ảnh an ninh trật tự trên địa bàn, xứng đáng với niềm tin yêu của quần chúng nhân dân.